Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Ba Mập TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình có nhờ thợ hồ vô làm cái tiếp tục lót gạch cho cái chuồng chó các bạn. Thì mình có tiện nhiên mình lót nhiều chứ để cho tụi nó có chỗ nằm sạch sẽ với không có bị bệnh tật các bạn. Thì nói chung cái chuồng của mình rêu xanh quá, ghê quá, mà mình trà rửa với mình rải vôi hoài nó cũng mọc hoài. Nên có bà chị Sáu phải cho chút đỉnh tiền mình lót gạch đó. Thì nếu các bạn thương thì các bạn có thể cho thêm chút đỉnh nữa thì mình lót cho nó hoàn thành luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cái quá trình lót gạch cho các bạn xem. Thì giờ quay ống kính lại các bạn. Đó thì đàn chó mình hôm nay được thả ra và lúc nào cũng có cái mâm cơm đầy ăn mà từ nghỉ ăn tiếp ăn tiếp đói lại ăn đó. Rồi gạo cũng mới mua bao gạo mới cũng hết gạo các bạn, ăn rồi xong cái để hai chân vô thao luôn à. Đó rồi cái đống gạch thì mới đem ra hết rồi nè, đống gạch chỗ này nó thì xi măng này tụi nó xé, tụi nó bươi móc, tụi nó đồ ăn, ôi tụi lưa tùm lum. Đây chiếc xe của mình hàng ngày đi làm. Cái nhà mình thì mắc kẹt lo thợ hồ nên không có thời gian rảnh quét các bạn, chỉ cần mưa gió qua một cái là nó rụng từ lum tà la lá. Để chắc hai ba bữa nữa xong xuôi mới dọn được cái hiện trường này. Quá trời tụi nó bươi móc các bạn. Nhà mình nói chung là những cái mảnh ghép của cuộc sống gom lại chứ mình không có tráng lên. Gạch cũ nè, rồi cục bê tông mình lượm từ cục mình ráp lại. Rồi chỗ này không có, tụi nó bươi lỗ trùm bành luôn, nản luôn, bươi đồng hang động hay gì con. Mới lùa cái đống rồi vô tiếp tục. Thì bây giờ mình dắt thằng bét ra đây. Nó rồi dàn kem cũng ra đây tạm thời để là lót gạch xong à, để lót gạch xong rồi mới đi dắt nó vô làm gì. Chết cha mẹ mặt, đi đâu ngoài đây? Có đi đâu ngoài đây, đi vô. Sao con mẹ mặt? Trời ơi, sao ra đường nào hay vậy? Xảy một cái là có bầu rồi, chết liền với tôi đó nha. Chưa có thời gian mà để đi thiến luôn. Chắc cái bà bán gạo bà mới chở vô bà mở cửa. Vô lẽ hết. Trời ơi, thôi lại luôn. Ôi sư phụ, mưa hết nổi rồi đó nha. Nghèo rồi đó. Tôi nghèo rồi nha mấy cô, mấy cô, mấy chị. Tôi nghèo rồi đó nha. Tôi nghèo rồi đó. Nhưng mà bù lại tôi giàu. Đấy, bù lại tôi rất là giàu. Đấy, còn gì ăn được không con hả? Đó, dắn mình là ngủ trưa leo lên bàn nằm, ba bốn đứa nằm lên ghế, trong đây không có gì đâu ăn con, đi xuống con, xuống.
hàng kia nãy giờ thấy mặt cứ lãng giảng mất tiêu, đi đâu ra ngoài. Nãy cái bà bán gạo bà chở tới, bây giờ phải dọn dẹp cái này mới được, quét cái cho nó sáng sáng cái nhà lên để mất công nhiều người xem video rồi xong nó mình nó dơ nữa chết nữa. Mày sao lâu không gặp nhà á, cứ để một lát mình đi đồ nam đi đồ cắt tao chỉ có ăn. Wow. Qua giờ quá bệnh quá giờ xìu ăn không. Quá bệnh. Trên đá. Đứng sư rớ hoài cái này bực mình. Ra cái rubi. Chỗ quét mà lại táp cái chỗ luôn. Rồi, giờ thấy ớn rồi. Giờ không cảm xúc luôn. Quá quá bẩn. Mấy con chó nó chạy lên cái bàn nó ngủ luôn rồi. Đó. Nó quặm cái chai nó tha đi vòng vòng luôn rồi. Quá cái sần. Sần thấy ghê quá. Rồi nè.
quá. Bây giờ quay hồ dầu các bạn. Quay dầu để dán gạch đó các bạn. Cũng phụ. Mình làm thợ phụ bốc giá. Đây, lúc ruby chỗ khác. Bụi bẩm hồi rình. Hát xì hơi rồi, hát xì dầu rồi. Ê. Đừng có liếm cái điện thoại. Với điện thoại nó té à, nó nhọt nó té đó. Sao Ruby? Em cứu vậy đó Ruby. Cái dạng nằm ở nhà cái gì ta? Cái mai nhìn vậy coi. Múc xi măng cũng nhìn nữa. Đó các bạn, xi măng gặp nước nó vô nó đóng cục mình phải quậy vậy nè. Bữa nay ông thợ ổng nhấn nhút thời gian ổng làm, chứ công trình người ta công trình lớn, mình có mấy mét gạch nên ổng canh ngày chủ nhật cũng làm các bạn, chứ giờ người ta làm cho mình ngày thường rồi cái người ta làm có hai bữa người ta nghỉ.
ta làm ở đâu nữa, nên cái này ta làm riêng, ta lãnh. Hàng tới đây cao hả? Khô quá. Khô tới nó miếng nước hả? Sao hàng ngâm không? Dầu cứ dầu này nó vậy là mấy cái này đem ngâm ạ. À. Ngâm vô có thao. Đây là chuồng của con Bét với với vàng kem các bạn. Cây này nó đang phát triển rầm rộ rồi nè. Sau này nó tôi kéo cái tàn vô nhà là chỗ này mát rửa luôn, nhưng mà rong quá rong. Rong xanh thấy ghê không? Đấy là mới làm nên phải lót này nọ thôi. Cũng nhờ bà chị bà cho chút đỉnh mình lót, chứ mình cũng đâu có đủ tiền. Nó cứ từng hơn từng ăn giả gạo các bạn, hăm mấy đứa chứ từng hơn từng ăn giả gạo 600-700 ngàn ăn gạo của người á. Còn đây là cái chuồng của bầy chó nhỏ, bầy 7 con đó các bạn. Tụi thằng Gàng, thằng Nô, Lượm, Cò, Tây, Mỹ, Mai, rồi mẹ Lu nữa. Ủa, còn tấm lẻ hả? Đem bển luôn. Rồi bên kia thì lót rồi. Còn ba thằng này nãy mình thả ra cái nó chạy ra chạy vô. Bây giờ cứ tập trung ngay cửa nó. Còn cái sân mình rất rộng và rong xanh rất nhiều, mà cứ rải voi thì vẫn xong 2-3 bữa nó sạch trắng trắng, cái vài bữa nó trôi vôi, từng hai tuần nó trôi vôi trở lại nguyên hình tiếp. Thì ngâm nước cho nó nở gạch ra, nó hút nước vô, nó không bị cháy hồ bạn, nó hút hồ vô bị khét, nó bị cháy hồ cứ ngắt là không được. Còn đây bao lúa, đây bao phân của ba mình. Cái này làm nước đá cho ông Thợ uống.
quá đẹp luôn. Còn khu trong đây không biết chừng nào có tiền làm đây. Rồi tới đó được rồi. Tới đó rồi, cái chỗ nào đường thẳng làm cho lẹ. Chiều à, tối à. Sao có đi tới vậy? Ừ. Hồ dầu. Nó con luôn, kệ nó, cái nền nó không đều đâu. Quá đẹp. Mình còn không có cái nền giống vậy mình ở nữa mà mấy này có mới ghê. Gạch chất lượng không? Ngã rầm rầm không sao hết. Hả? Sao? Rồi. Chán hả? Không có đứa nào đi chơi nữa hả? Nằm lũ khổ à. Hết cát luôn rồi. Nó căng cái nền phải có cát. Căng nó đẹp rồi xong mới trộn luôn. Rồi. Dạ. Lá cây cũng kim cương cũng chơi được đó hả?
Bét. Bét này các bạn. Bét với dàn kem. Tạm thời ở đó đi để cha lót nền xong rồi cho con có chỗ ở. Dị quá quá, dị quá bét. Ông Ruby ổng tiếu lắm nha, ổng chuyên gia ổng lại lại cái ổng táp mình. Ê trời, dép của cháu mình. Thôi à, không có ai lấy. Trời ơi. Chiều nay nó không có mang về nhà là chết. Gì bé? Ừ? Bét. Thằng kem làm gì đằng ra nghe. Lên đây con, lên đây Kim Cương biết nịnh nè các bạn, Kim Cương biết giỡn, biết nịnh. Kim Cương lên đây. Thôi chơi với Kim Cương à, chơi với Ruby, Ruby táp không à. Táp mà cái răng mới tập, mới mọc là nhọn quắc. Ruby, Kim Cương, Cương, biểu ai? Biểu Cương. Cưng, trời ơi. Biểu ai nãy giờ đi ra nào xuống nào chứ nào xuống tăng 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 rồi thấy chơi Ruby chơi kỳ nha, chơi mạnh tay quá nha. Tụi cái bụng trăng ban luôn. Ruby à, Ruby hả? Ruby, Ruby mạnh bạo quá nha. Ta chơi tình cảm mà Ruby chơi mạnh bạo chơi thiệt không à. Chỗ này chỗ của Kim Cương ở đó. Rồi dép con nhỏ à, trả đây mai mai biểu à. Rồi nó mất một cái để chiều nay là nó đi chân không về. Dép thì nó tha lũ khủ đi nghêu ngao. Ừ.
Ruby nó lớn vượt lên cỡ mấy đàn anh đó các bạn. Chó mẹ là hồi đó mình sinh về là ngày đầu tiên là mình cho tụi nó mấy tháng trời nó ở chỗ này nè. Bây giờ mình kiếm mình mày có 3-4 đứa vô nó nghiên cứu địa hình thị vật kìa. Đâu gì lè lưỡi. Chó mẹ tên Lu nó đang sung sướng mắt liêm diêm rồi. Hèn chi cái tấm cái màn mình phơi nó cứ xếp lại hoài, cứ mỗi lần đi qua cái mình xếp lại một cái, đi lại xếp lại một cái, ai ngờ tụi nó xếp. Thời gian tụi nó giỡn mình quét nhà luôn các bạn. Nếu mày đang nghiên cứu gì đó nếu mày béo cá béo cái đô la la đô la đô la. Béo cái đô la la cưng đó. Nãy chạy đâu hả? Nãy chạy đâu? Ra ngoài một cái toàn là dân thứ dữ không, nó bắt một cái nó bỏ vô tôi cái tụng rồi xong kia nó đi ra. Nghe chưa? Hai chị em tôi bay nghe chưa? Phái là đường lắm. Hớ hơn một cái là tiêu rồi, các bạn thấy không? Quay giỡn đâu. Con gái đẹp như nè. Ra đường gặp mấy thằng kia xấu quắc chứ ghê. Nó dụ dỗ rồi sao, rồi ai đâu mà nuôi nổi. Nè, hên là này đẹp nè. Gì đâu mà một mẹ mà đẻ ra thằng hà màu luôn mà. Ghê thiệt chứ. Ghê thật. Ok, già khăn ăn cơm rồi mà đi theo bú vú da kìa. Lượm cục đá gặm. Làm gì đây, ra làm gì đây, một bài đây hả? Thấy gà ta đang đứng bên bển dòng ngó hả?
mấy con gà được bảo vệ rồi. Ôi nãy giờ bé vàng, bé vàng nằm em re đây không ai biết luôn ta, nóng hay gì con. Trời ơi, dấu chân nè các bạn, dấu chân nè, lên luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cây này không có gì nên thôi. Này có dấu chân nữa nè, lên luôn, thôi lại luôn. Nãy nó môi đất bay ra ngoài ra nè, dấu chân hà luôn nè, đó. Rồi nó lên tới đây luôn rồi, lên tới đây thì chỗ nào không lên nữa. Chiều tập trung ra đóng cát, anh em ta cùng nhau thể dục đi. Rồi, Đô La nằm một mình kìa, không chơi ai đó kìa. Còn anh Ròm thì lúc nào cũng nghiên cứu địa hình đi vật để đường đâu kiếm đường ra. Đây. Rồi nó mồi nữa nè. Rồi nó mồi nữa kìa. Hàng chi bé vàng cái ai, bé vàng kiếm gì ta, bé lượm nữa nè, kiếm gì con hả, hả lượm hiểu lượm cát không à con. Hồi giờ đi ra thì xuống. Đây thằng nô tới đây, thằng lượm ở trên, thằng đâu ở dưới. Gấu 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 gấu. Chán quá hả, không có gì chơi hả, môi rễ cây rồi lên ăn rồi chơi hả.
Ruby, Ruby được mẹ bắt nhăn lông, bộ lông mượt của nó kìa. Cưng đó, mẹ đang cưng Ruby đó. Mẹ đang vuốt ve liếm láp Ruby đó. Đi đi qua lại ăn, tiếp tục ăn sạch cái mâm thôi các bạn. Ăn ghê gớm không? Buồn quá hả? Buồn quá, ngủ hoài luôn hả? Còn à đây. Lạ lắm sao? Không đi chơi nữa ha, 7 đứa ở đây ráo rồi. 1 nè, 4 là 5 nè, với 2 là 7 nè, mẹ là 8 nè, Lu là 9 nè, Mật là 9 nè, Rom là 10 nè, gấu vàng, gấu đen 11, 12, Ruby 13, kim cương đô lam 15, thằng Bét dàn Ken 17, 4 đứa trong kia nó là 21, ghê không? sáu mười hai viên, 2 4
2, 4, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên, 10 viên, 11 viên, à đó, 6, 12, 13, 14, 15 viên, còn 15 viên, vậy là lót kính bên kia, lót kính bên này luôn á. Cô này chắc của cậu ba quá. Của con á. Dạ, cậu cá đó. Dám cậu cá ăn luôn. Bé mẹ lưu đi đâu ngoài đó đây, tính ra ngoài đường chơi hả con? Bé mai bé gió đen thôi, cần câu thằng con mình đem ở đây dục luôn rồi. Chơi với con bé lát để cho nó đỡ buồn coi, cho nó lát nó đỡ buồn coi, cưng nó lắm à. Nó sầm bành luôn, mình nắm tay không hết luôn mà nó không chịu, nó là không lợi. Nó là không lợi này. Sao hiểu ai sao? Giờ ra đây ngắm cảnh này đó, nhìn đời đi đó, nhìn đường đi. Sống ra ngoài là người ta lụm ông liền á, ông người đặt. Ông muốn giỡn. Dám ra đường không? Nó lụm anh liền á, anh vàng, anh kem. Nó lụm anh liền á nha anh kem. Anh kem dễ thương lắm á. Ốm nhơ mà nhỏ xíu mà, tại cái lông hình nó bự chứ nó cái người nó có tiếng nị rồi các bạn, mà nó mạnh lắm, nó dứt sữa thằng kia được luôn á. Nhỏ bộ hiền lắm đó, nè coi cái tay nó nè. Gòm nịnh kìa, gòm thấy bữa nay thấy anh gấu đen ra bệnh rồi. Anh Bét là bệnh rồi, Bét là lực sĩ. Làm gì vậy? Nằm trên cái tay tôi luôn nè. Nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo, nằm xuống luôn đây. Nhõng nhẽo thì nằm xuống luôn. Tha lưng ra, tha bụng ra. Nằm xuống. Hmm.
lúc nào mình cũng cưng nó cái bởi sao các bạn. Mỗi lần mình đi về cái mình thả đàn chó nhỏ ra cái nó không được thả ra cái nó khóc, nó làm răng cái cổng chuồng, nó đập cạnh nó bươi rắm rong. Thả ra vậy nè, tại nó thích đi xe lắm, mà có công có chuyện mới chở nó chứ đâu phải lúc nào cũng chở, có khi đi làm. Cái thằng rậm nó chôm tờ giấy có cái hình gì trong đó không? Tờ giấy trắng không sao. Đó, bé học bài hay gì ta, hỏi vô tới nhà nó chậm đồ ghê thật, ghê thằng rậm thật. Rồi ngắm cảnh đi, coi ngắm cảnh đi, một ngày cho chia sẻ mỗi người một chút thôi, cha cũng đâu có quẩn đâu. Vậy mà tướng vậy nè, với tướng vậy nè mà sợ nè, không hiểu luôn à. Tướng khổng lồ, tướng cơ bắp mà sợ ông này. Đó, ông làm gì ông làm gì ông làm vậy. Anh em đoàn kết, làm gì vậy, quấn quá giò tôi, cho tôi đi, tôi đang làm nhà các bạn đẹp đó. Trời ơi, dọn cần câu nữa, cái này câu vui thôi chứ đâu có cá mắm gì. Rồi cái chỗ ra đây rồi, cái lông của Ruby kỳ các bạn, nó muốn bung bung lên hay vậy, nó muốn xù lên nè, dám sau này nó xù lắm. Mẹ nó cũng hơi dài dài chứ đâu dài dữ đâu, chắc nó cũng cỡ đó, màu giống nè, màu luôn vàng vàng giống thôi. Chào bữa nay cha cưng đều quá nè, cha bỏ con hả, rồi con trốn nhà con chạy ra ngoài đường hả. Điểm cha rồi có răng đủ không, hiểu mày. Rồi cái chân nè, tối ngày cái trong thau nước á, rồi bắt đầu cái đi bơi cát là nó dính từ lưa. Béo coi mẹ luôn, béo mẹ luôn, béo. Biểu mẹ luôn, mẹ ra, ê hung tay cha coi nè, rồi làm thùng hồ dầu nữa, còn 15 viên nữa.
Đây vậy rồi. Biết khóa đơn là gì không tên? Còn đối với chiếc bị đơ là gì? Giờ này có gió đâu con đem về đi thả con. Có gió đâu con thả. Gió. Em trai. Anh em mà sao mà kêu thằng mày? Cô? Dạ. Anh em con là anh hai đó. Rồi. Từ đó qua đây nè, đủ rồi. Ừ. Thì làm sao cũng được. Cái hình vuông này đừng cắt gập rồi để đi. Kiếm gạch chạc để vô. Vậy ừ. Cái lót nữa. Ừ. 5, thì đi hai dây là đủ phải không? Ngoài cái gì này. Ừ. Thì đi hai như ngoài tiền đó như vậy này nè. Đi 6 cục nữa đi. Hả? Dạ. 1 2 mà là 6 cục á. Nè, phải không? Vòng từ đó qua đây luôn nè. Ừ. Rồi cuối đi. Còn lót nữa mà còn lót dài dài, cái chủ nhật nào cũng lót hết á. À, thì bây giờ chuẩn bị xong rồi các bạn. Thì xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì các bạn nào có khả năng thì giúp đỡ cho mình để mình có thêm một chút mình lót cho tụi nó sạch sẽ hết tất cả các chuồng luôn các bạn. Đó thì mình cũng ráng mình làm tới đây rồi, chán nản rồi nhưng mà vẫn cái đó đóng rong kỳ quá mình cũng không hiểu. Rồi rong thì nó dễ bị làm cho nó viêm nhiễm, nó bệnh các bạn. Đó thì mình làm tới đây, cái chuồng kia cũng làm ít. Thì mỗi chuồng mình làm 5 mét vuông à. Đó, bên kia chỗ trắng là 5 mét vuông á. Còn chỗ này rất là rộng. Bề ngang 10 mét, bề dài 10 mét, cả 100 mét đó các bạn. Đó, thôi
xin tạm dừng video đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn là các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình cũng phụ anh thợ hồ làm cho xong cho nó hết mấy mét gạch này để cho nó có chỗ nó nằm đỡ các bạn. Thì còn ai muốn thêm nữa thì mình cho mình thêm để mình có thể làm thêm. Thì xin tạm dừng video đây.